Và bây giờ thưa anh chị em, chúng ta gặp gỡ ba người một lúc, hai một hai ba, xin mời chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Please come here, I pray for you. God bless you. Okay, it's okay. Okay. God bless you. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Okay, please come here. Okay, Huberta. Okay, come here. Thưa anh chị em, đây là một người Mỹ. Và hôm nay ông hai vợ chồng muốn lên đây để chia sẻ làm chứng cho Chúa. Chúng ta cho một tràng pháo tay nữa để chúng ta tạ ơn Chúa. Rồi con. Dạ. Dạ. Con là Anna Nguyễn Thị Lệ Mỹ. Chồng con là Paul Ray. Chồng của em bị ung thư máu một năm rưỡi rồi. Nhưng mà người nhà thương bác sĩ nói là sẽ bị chết. Nhưng mà em đi nhà thờ, con cầu nguyện thì được cứu. Nhưng mà người bác sĩ Mỹ họ không tin. Họ nghĩ là sẽ trở lại cái bệnh đó nữa. Nên có một cậu cháu nói là cha và ca đoàn rất là hay. Cộng đoàn, xin lỗi cha, rất là hay nên cậu cháu mới chở em lên, con lên đây để nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con hết bệnh. Tại vì bác sĩ Mỹ nói là trong 5 năm bệnh của chồng con sẽ trở lại, tại vì bị ung thư máu. Họ không tin bởi vì họ thấy mình cầu nguyện nó hết bệnh, nhưng mà họ nghĩ là trong tương lai sẽ bị bệnh nữa. Thì con lên đây con cầu nguyện cùng cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con hết bệnh. Để nếu mà 5 năm hết bệnh là sẽ không bị bệnh nữa, mà nếu mà trong 5 năm mà trở lại là không được. Bởi chồng con bữa nay không được khỏe thì con cũng xin lỗi tất cả mọi người, bởi vì ổng vẫn còn hơi mệt. Chà. À, con tên là gì? Dạ con tên là Lệ Mỹ, Anna Nguyễn Thị Lệ Mỹ. Dạ con 60, con ở tiểu bang Texas. Chồng của con? Chồng của con tên là Raymond, ổng 62 tuổi, cũng ở tiểu bang Texas. You are Catholic? You are Catholic? Yes. Okay, you say something to the everyone. So all of us, we will pray for you. Thank you very much. Come on. Do you believe in God? Do you believe in God? I do. Tôi hỏi là ông có tin vào Chúa không? Ông bảo ông tin, tại vì ông là người Công giáo. Bởi vì những người bác sĩ bên Mỹ thì họ bảo rằng là muốn Chúa nào cứu chữa hết, họ chỉ tin vào khoa học, chỉ tin vào kỹ thuật, chỉ tin vào bàn tay của con người, chứ họ không tin vào bàn tay của Thiên Chúa. The people, they don't believe in God. They think that they can do anything. It's okay? No, it's not okay. Tôi nói là ở bên Mỹ người ta bảo là người ta có thể làm được mọi chuyện, người ta chỉ tin vào họ mà thôi. Ông có đồng ý không? Ông bảo không, tôi không có tin vào chuyện đó. And how about your idea about that? How is your idea about that? You believe in God or you believe in the people? Oh, I believe in God. And tôi hỏi là ông tin vào Thiên Chúa hay là ông tin vào con người? Ông nói là ông ấy tin vào Thiên Chúa chứ không phải tin vào con người. Vì con người không thể nào mà làm được tất cả mọi chuyện. Nếu mà không có Chúa thì con người không thể làm gì được. If you believe in God, you can do anything. If you don't believe in God, you do nothing. It's right. That's correct. Tôi nói là nếu mình tin vào Thiên Chúa thì Chúa bảo con có thể làm. Chúa nói là tin vào Chúa thì có thể làm được mọi sự. Còn nếu không tin vào Chúa thì không thể làm được gì. Tôi hỏi ông có đồng ý được cái đó không? Bảo đúng, điều đó là đúng. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Jesus, you know, this is the divine mercy, your divine mercy. Absolutely, yes. And this is Jesus, con tin thật vào Chúa. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. It means like Chúa Giêsu. Like Chúa Giêsu. Con tin thác vào Chúa. Con tin thác thác vào Chúa. Rồi, đây tôi gửi chị cái máy nha, 365 bài giảng về chị nghe rồi chị dịch lại cho ông ấy nha. And your wife, we will translate into English for you because this is the witnesses in Vietnamese. So your wife will translate for you. Okay. Come on.